thấy nhau cả nhà lại là mèo xinh đẹp đây. Trần đời chưa thấy ai nhọ như ông này, như con bạc thua hết đồng xu cuối cùng, người đàn ông cuống quýt vội vã chạy về nhà tìm vợ. Trong nhà đồ vật ngổn ngang, tiếng thét trên lầu càng làm anh lăng ló. Vợ anh ta bị linh hồn quỷ ám, ngoại hình thay đổi nhìn rất dị, đứng trên nóc nhà gào thét như con thần kinh. Cặp vợ chồng mới cưới nhau đã có cơ ngơi rất hoành tráng. Anh chồng tên Ai Đen sở hữu công ty sản xuất đồ chơi. Sản phẩm mới nhất là búp bê Sabrina phiên bản 2, có gương mặt quái dị nhưng lại bán rất chạy. Bọn trẻ đứng xếp hàng để mua bằng được nó. Nó trở thành món đồ chơi phổ biến và xuất hiện ở khắp mọi nơi. Còn cô vợ tài năng Mai Gia có hẳn một hãng thời trang riêng dành cho trẻ nhỏ. Họ nhận nuôi cháu gái của Ai Đen vừa mất cha mẹ sau một tai nạn kinh hoàng. Hai vợ chồng rất quan tâm bé, mua cho bé những món đồ đắt tiền, cho dù vậy bé vẫn luôn không vui. Cô con gái quá cố của người vợ rất thích phiên bản đầu tiên của Sabrina. Ai Đen đã thiết kế một phiên bản đặc biệt, anh còn đăng ký bản quyền để tặng cho vợ nhằm dụ khị vợ một bữa nướng khoai cháy khét luôn. Tình yêu của họ có đôi mắt to như đèn pha công nông, tóc xoăn tít hơn mì Hảo Hảo, lông mày lá liễu, luôn nhăn răng ra cười và có một chòm râu dê ngay dưới mỏ. Anh hy vọng vợ dùng nó chơi cùng Van Gia và nó sẽ mang cả hai lại gần nhau. Cậu bạn béo mang một trò chơi tâm linh đến trường. Cậu ta nói có thể gọi một người đã chết lên và hỏi xin họ dãy số Vietlott ngày mai. Gậy ông đập lưng ông, đám bạn súng lại hỏi linh hồn về những thói hư tật xấu của cậu. Chiếc kim trên bàn di chuyển như có người điều khiển. Van Gia thấy thú vị hỏi mượn bạn để mang về nhà thực hiện nghi lễ mong được gặp lại người mẹ đã mất. Cô bé dùng phần mềm quét hồn ma xung quanh phòng, đột nhiên thấy có chuyển động. Cô bé lần theo hướng la bàn thấy một người phụ nữ đang chỉa cái phao câu ra. Ồ thì ra đó là dì Mai Gia, hú hồn con chim bé nhỏ. Mai Gia hỏi mới biết cô bé làm vậy vì muốn gặp mẹ, thấy rất thương bé nên mang con búp bê chồng tặng sang làm bạn với Van Gia. Mà không biết rằng khi cô vừa ra khỏi cửa thì cây bút trên bàn cầu cơ và con mắt con búp bê bắt đầu chuyển động. Sáng hôm sau, hai vợ chồng rất hạnh phúc khi thấy Van Gia vui vẻ hơn hẳn, còn mặc chiếc váy mà Mai Gia tặng hôm sinh nhật, tay ôm con búp bê. Họ rất vui vì cô bé đã vui vẻ trở lại. Ngày hôm đó, khi đang làm việc ở nhà, Mai Gia đột nhiên nghe thấy tiếng hộp nhạc trong phòng Van Gia. Cô đi lên và tắt nó đi, nhưng vừa ra khỏi cửa thì tiếng nhạc lại cất lên như có ai đó đang ghẹo cô. What the fuck, cái quái gì vậy? Cô mở cửa bước vào thì thót tim thấy con búp bê ngồi chễm chệ trên ghế. Ủa, tao nhớ khi nãy mày ngồi cạnh tao dưới lầu mà. Cô tắt nhạc đi và đóng cửa sổ. Khi quay lại thì con búp bê đã đổi hướng nhìn chằm chằm vào cô. Cô bước ra ngoài thì gặp bà giúp việc. Mai Gia thở phào nghĩ là bà ấy di chuyển con Sabrina. Tối đó, Van Gia nhân lúc mọi người không để ý lại tiếp tục dùng phần mềm phát hiện linh hồn quét xung quanh. Cô bé phát hiện một thực thể trong phòng làm việc của Mai Gia, nhưng hóa ra đó lại là con ma nơ canh. Đột nhiên cánh tủ sau lưng cô bé bật mở, một bàn tay bí ẩn kéo cô bé vào trong. Ai Đen nghe tiếng thét vội chạy vào, anh nghĩ do cô bé chơi iPad quá đà bị ảo tưởng nên tịch thu luôn. Con bé này nó gan to bằng cái thúng các bạn ạ, nửa đêm đợi cho đôi vợ chồng ngủ say, Van Gia lẻn vào lấy trộm iPad tiếp tục tìm kiếm. May phát hiện một hồn ma, đó là một người phụ nữ trùm khăn kín mặt hơn Ninja Lip đứng ngoài cửa. Cô bé nghĩ đó là mẹ, mà không biết rằng đó là một con ma nữ rất ác. Nó nắm lấy tay cô bé, ỉ ôi hứa sẽ không bao giờ rời xe bé nữa. Mai Gia thấy lạ nhưng rất mừng vì hôm nay Van Gia dậy không ngủ thối giường như mọi khi. Cô vừa rời đi thì nghe tiếng bé nói chuyện với ai đó, quay lại thì thấy bé nói chuyện với búp bê Sabrina. Cửa vừa đóng lại, nhìn trong gương là con ma nữ đang chải tóc cho cô bé. Hai vợ chồng đang ăn sáng bỗng có tiếng động lạ trên tầng, cô chạy lên xem thì đụng ngay con búp bê ngồi ở cầu thang. Lên nhà kho tìm thấy bản di chúc của ông già chồng chuyển nhượng lại công ty cho hai con trai của ông. Con búp bê bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh mà cô không hay biết, một bóng người vụt qua sau lưng. Thấy có gì đó chuyển động trong gầm bàn, cô tiến lại gần, giật mình Van Gia lật tấm khăn trải bàn ra hù cô suýt nữa đứt miệng cái cuống tim. Van Gia kể cho dì nghe về trò chơi tâm linh mà cậu bạn đi thơ cho mượn, nhờ đó mà mẹ đã về đây chơi cùng nên không còn buồn nữa. Mai Gia nghe xong thì xoắn muốn xẻ cả da quần. Hôm sau Ai Đen mách phụ huynh của đi thơ về trò chơi quái dị và cấm cô bé dừng ngay trò nghịch dại đó. Nghĩ rằng Van Gia vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, Mai Gia hết lời an ủi nhưng không có ích gì. Hai vợ chồng đưa bé đến một hòn đảo vắng vẻ du lịch để giải khuây. Người ta đi biển xây lâu đài cát, còn nhà này đi biển lại đào một cái huyệt làm cái gì không biết. Mai Gia lo lắng khi thấy Van Gia đứng nói chuyện rất vui vẻ với ai đó vô hình. Van Gia bảo cô đang nói chuyện với mẹ, Van Gia chỉ về đằng xa, người phụ nữ đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người. Trong khi Van Gia thoải mái vui vẻ thì Mai Gia sợ không lẽ con bé thần kinh miệng nó rồi, khả năng phải kiếm cái trại nào thôi. Mai Gia đứng dậy đi tìm Ai Đen, một bàn tay đen ngòm nắm lấy chân cô lôi xuống hố cát. Cô bị khống chế không thể ngồi dậy, cát tự động lấp xuống hố chôn sống cô. May thay Ai Đen chạy đến kéo cô lên kịp. Tối đó, Mai Gia nằm trằn trọc cố ngủ mà không được. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô đi ra thì không thấy ai. Ra ngoài hành lang có tiếng đàn dương cầm, đi về hướng đó thì thấy người phụ nữ đang say sưa chơi đàn. Cô hoảng sợ gọi tên mẹ của Van Gia là Adi, cô ấy quay lại làm rơi khăn choàng đầu. Cô ta lạnh lùng quay làm lộ ra một khuôn mặt nữa đằng sau gáy. Khuôn mặt vô cùng kinh dị,
bê bết máu me với cái mũi khoằm như phù thủy và đôi mắt lòng đỏ trợn tròn. Nó đứng dậy bắt đầu đuổi theo. Mai Gia sợ hãi túm váy chạy trốn vào một căn phòng gần đó. Cô quẹt que diêm lên soi thì giật hết cả mền. Con ma há cái mồm chuyên ăn tục nói phét gầm lên dọa dẫm. Nghe thấy tiếng hét, Ai Đen tỉnh giấc vội chạy đi tìm vợ. Họ chạy đến chỗ cây dương cầm nhưng con ma đã biến mất từ lâu. Trong camera, một bóng trắng xuất hiện tiến về phía họ. Một thế lực nào đó nhấc bổng họ lên trần nhà rồi thả xuống rơi tự do. Một tiếng gầm ghê rợn, con ma bò dưới đất tấn công họ. Sợ hãi vãi đái, họ quay về phòng chốt cửa lại. Mai Gia treo lá bùa lên tay nắm cửa, ánh đèn bật mở, con ma cũng biến mất. Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra, họ tìm đến người bạn tên La Giác đã cho Mai Gia lá bùa để nhờ trừ tà. Mai Gia kể cho bạn nghe hết sự tình. La Giác giải thích, người đã khuất nên để họ được yên nghỉ không nên gọi về, nếu cứ cố tình làm vậy có thể gây tai họa. La Giác nghi ngờ linh hồn mà cô bé gọi về không phải là mẹ, mà là một con ma mặt lờ ác ôn nào đó giả dạng. Để kiểm chứng điều này, La Giác đến gặp cô bé cùng nghịch ngu gọi hồn một lần nữa. La Giác yêu nói van ra hãy hỏi ba câu hỏi mà chỉ có mẹ mới có thể trả lời. Con ma này tu luyện IQ 2000 miệng nó rồi, nó trả lời đúng hết những câu cô bé đưa ra. La Giác kết luận đó chính là Adi mẹ của bé. Cô yêu cầu bé lên phòng chơi với bà giúp việc. La Giác cố gắng nói chuyện với linh hồn để hứa sẽ giúp cho về lại thế giới bên kia, nhưng gọi mãi mà không có hồi âm. Đột nhiên chiếc bàn cầu cơ bốc cháy, bà đã nói nhẹ mà không nghe để bà phải ra tay à. La Giác phải dùng cách khác ép linh hồn phải rời đi. Đèn điện cả căn nhà nhấp nháy rồi tắt ngỏm. Van Gia biến mất ngay trước mắt bà giúp việc. Khi có điện trở lại, Van Gia tóc xõa như con điên, đứng trước mặt cầm kép thịt xiên một phát xuyên mặt bà ấy. Cô bé bị quỷ nhập chạy xuống nhà tấn công La Giác. Sau một hồi niệm chú Aji phò phò, họ đã ép được linh hồn con quỷ ra khỏi Van Gia. Chưa kịp hoàn hồn thì nó xuất hiện lù lù ngoài cửa với gương mặt vô cùng phẫn nộ. Đèn điện nhấp nháy như đèn Giáng sinh, căn nhà rung chuyển như động đất. Họ xách đít ra khỏi nhà rồi niêm phong lại bằng chuỗi hạt bùa chú. Van Gia đòi mang theo con búp bê nên Ai Đen phải liều mạng lên tầng tìm. La Giác và bà giúp việc được đưa đến bệnh viện chữa trị. Họ tiến hành một nghi thức ủy thác để Ai Đen và Mai Gia tự mình nhìn thấy nó. Trong khi làm lễ, La Giác sẽ giao tiếp với mọi người bằng ngoại cảm. Thì ra linh hồn kia không phải mẹ Van Gia mà là đứa con của quỷ ngụy trang thành cô ấy. La Giác xưa kia đã từng giao chiến với nó một lần. Khi nó chiếm giữ cơ thể của Adi là vợ của anh trai Ai Đen, nó hung hãn cắn chết chồng mình. Sau đó nó lao vào tấn công những người còn lại. La Giác dùng sợi dây có miếng tre vàng bọc trong lá cây trùm ngay xích cổ nó, cố gắng đẩy nó ra khỏi cơ thể của Adi, nhưng sức mạnh nó quá lớn nên cái đầu cô ấy tạm rời xa cổ, cơ thể tan thành cát bụi và linh hồn con quỷ tạm thời biến mất. Giờ nhân cơ hội Van Gia gọi hồn, nó quay lại với mục đích trả thù La Giác. La Giác nghĩ rằng con quỷ bị phong ấn bên trong căn nhà, họ khuyên vợ chồng Ai Đen tạm thời tìm một nơi ở tạm cho đến khi họ diệt trừ được con ma mặt lờ kia. Ngày hôm sau họ đến ngôi nhà ma ám, mang theo đạo cụ để thu phục con quỷ, trong đó có một bảo vật gia truyền do ác ma cất giữ, cũng chính là khắc tinh của con quỷ. Nhưng khi đến nơi, La Giác bằng khả năng ngoại cảm phát hiện ra nó không còn ở đây. Chắc hẳn đã ẩn náu vào một vật trung gian trước khi niêm phong căn nhà. Không phải thứ gì khác chính là con búp bê số nhỏ Sabrina. Đã là búp bê mà còn méo được yên, họ tức tốc lên xe đi tìm Mai Gia. Bên này, Ai Đen và Mai Gia đưa Van Gia về xưởng sản xuất đồ chơi của họ ở miền quê, mang theo cả con quỷ đội lốt cúp bế. Bên trong là rất nhiều cúp bế đang được chế tạo. Con quỷ xuất hiện ở cuối hành lang khiến Mai Gia kinh hãi. Cô dắt theo Van Gia đi tìm Ai Đen, họ chạy trốn ra ngoài nhưng Mai Gia bị nó túm cẳng lôi vào trong rồi khóa cửa lại. Lúc này La Giác cũng vừa đến, họ phá cửa xông vào. Mai Gia đã bị quỷ nhập, cơ thể giật đùng đùng và trở nên vô cùng hung hăng. Cô cầm dao lao như xe tăng tấn công La Giác, hai người đàn ông lao vào khống chế bị nó đâm không trượt phát nào. La Giác ôm vết thương chạy trốn, nó đuổi theo sau xiển cho cô thêm vài phát. Cô vùng vẫy chạy ra xe, con quỷ vẫn không buông tha tiếp tục truy sát điên cuồng. La Giác bị thương dần đuối sức, lúc con quỷ sắp kết liễu cô thì hai anh trai kịp lôi con quỷ cái ra. La Giác dùng khả năng ngoại cảm chạm vào cơ thể hắn đã biết được toàn bộ chân tướng. Trước đây anh trai của Ai Đen là con nhà người ta, những thiết kế của anh đều làm hài lòng bố. Còn thiết kế của Ai Đen thì luôn bị bố xỏ xiên từ chối. Khi ông đột ngột qua đời đã để lại di chúc chia cho anh trai anh phần lớn cổ phần công ty. Ai Đen ôm hận trong lòng quyết định đi gặp một pháp sư để trợ giúp loại bỏ anh trai, để mình là người thừa kế duy nhất. Nhưng cái giá phải trả là một cơ thể, vì con quỷ này muốn sống trong thế giới loài người. Do linh hồn Mai Gia rất khó khống chế, nên thầy Đồng đã chuyển hướng để con quỷ nhập vào thân xác vợ anh ta là Adi. Họ liên tục niệm chú đuổi linh hồn ra khỏi cơ thể Mai Gia, nó thấy vậy rời khỏi cơ thể cô rồi nhập vào Ai Đen. Vừa chiếm được một cơ thể khỏe mạnh, hắn tấn công như thằng điên vừa cắn dốc két một giờ. La Giác cố gắng trấn tĩnh lại tập trung sức mạnh, đợi nó lao vào, cô xiết cổ nó bằng sợi dây bùa chú. Lúc này Mai Gia và Jay đã tỉnh dậy. Cô vội đi tìm con búp bê, rồi lấy dao đâm vào ngực nó làm nó hóa cát bụi. Con quỷ ngay lập tức rời khỏi cơ thể Ai Đen. Nhưng nó vẫn chưa cuốn xéo hẳn, nó xuất hiện trong gương rồi trồi lên từ đó. La Giác lao vào cơm bạt tống tiễn nó về địa ngục.
Aiden sau đó bị nhập kho vì những việc sai trái đã làm. Vanja cuối cùng cũng tự mình vượt qua được nỗi buồn mất mát để tiếp tục sống. Lazard và Jay tiếp tục sứ mệnh trời ban, ở đâu có ác ma là ở đó có ta. Lòng đố kỵ và ganh ghét bị kìm nén quá lâu có thể hủy diệt mặt tốt của con người. Bố mẹ đối xử phân biệt với con cái góp phần nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực này. Nên nhiều của cải mà không biết chia cho con cái sao cho đều thì gửi ạt giữ dùng nhé. He he, hôm nay thì đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà.